nặng dữ vậy trời, ai mà chịu nổi. Dạ, gì mà dọn hoài cũng hết. Trời ơi, nhìn cái xe mình kìa, tàn tạ quá trời rồi. Đứa sao nữa, còn thấy anh á, cái gì cũng bỏ lên người tôi. Sao anh á, không phân loại rác đi. Nè xe, phân loại sao á, xe chỉ tôi biết đi. Tôi không biết, vậy ai biết? Tôi biết! Người ấy là ai, 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 ai? Người ấy là ai, 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 ai? Ai kêu tôi đó? Có tôi đây! Xin chào tất cả mọi người, tôi là FU anh em. Hôm nay tôi đến đây với sứ mệnh đó là phân loại rác cho tất cả mọi người đều biết. Đâu, vấn đề thế nào? Nói cho tôi nghe. Mọi người khá là lo lắng vì việc tóm lại những cái thông tin chọn lọc như thế nào để cho truyền tải đến ban giám khảo một cách gọi là chắc lọc, cũng như là họ tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng cụ thể. Trong bụng tôi á, chứ quá nhiều loại rác thải, tôi cảm thấy á khó chịu vô cùng. Vậy sao? Đối với rác tái chế á, hãy để cho tôi. Còn đối với rác mà không sử dụng được á, để cho cục cưng này. Còn đối với rác thực phẩm á, thì sao? Cái thực phẩm thì sao? Thì sao? À, trời ơi, bão tắp mưa xa. Giờ con phải làm sao? Trời ơi, tại My á, My hát dở quá, chở kìa. Trời ơi, mọi người ơi, chạy đi. Có mặt ở đây để xử lý hết tất cả chất thải thực phẩm đang có mặt trên sân khấu này. Rùi lính đen. Yeah. Hãy để cho chúng tôi giải thích cho mọi người nha. Rùi lính đen chính là loài côn trùng được ứng dụng trong ngành nông nghiệp, dùng để xử lý chất thải thực phẩm. Và chúng tôi còn được mệnh danh là loài côn trùng bạc tỷ, với công dụng biến rác thải thành tiền. Giai đoạn phát triển của chúng tôi sẽ gồm 4 giai đoạn phát triển, bắt đầu từ giai đoạn trứng sang giai đoạn ấu trùng sau canxi, và từ giai đoạn ấu trùng sau canxi sẽ chuyển sang giai đoạn nhộng, nhộng sẽ phá kén, và cuối cùng là tiến thành ruồi lính đen. Trước khi xem vòng sân khấu hóa thì tụi em cũng tự tin người là 100%, mà sau khi xem các bạn trình diễn thì em thấy là cũng là một đối thủ đáng gờm, kiểu không thể xem nhẹ được luôn, cũng biết là ai sẽ thắng được luôn, ai cũng có cơ hội để giành chiến thắng luôn. Xin chào mọi người ở đây, mình là ấu trùng sau canxi. Hôm nay đến đây mình sẽ kể cho các bạn nghe một bí mật của mình nha. Đây là siêu khủng của mình đó. Với vùng biển này và tính phàm ăn, mình tự tin rằng mình có thể xử lý rác nhanh gấp các lần so với con trùng quế. Và đối với rác thực phẩm chưa kịp phát ra mùi thì nó đã đang tròn trong bụng của mình rồi. Dữ vậy sao? Ủa trời ơi! Và chưa hết đâu còn nữa, chúng tôi còn được ứng dụng để làm thức ăn cho các loài động vật khác, cho gà nè, cho cá nè và cả vịt nữa. Và đặc biệt còn được sử dụng để làm phân bón sinh học. Mọi người thấy chúng tôi có lợi hại chưa? Nha. Ở giai đoạn ruồi trưởng thành thì công dụng của chúng tôi là sẽ đi tìm bạn đời và giao phối và cho ra những mẻ trứng và những lứa ruồi tiếp theo. Đối với phần trứng, các bạn có thể đem đi thu hoạch và bán trên thị trường trực tiếp và trực tiếp để mang lại hiệu quả về kinh tế. Còn với phần xác ruồi đã chết nhưng chưa phải là hết, với phần xác ruồi ấy, các bạn có thể đem đi trộn với phần phân của sau canxi và nén thành những viên phân sinh học bỏ cho cây trồng, rất là tốt cho đất. Cùng bởi những đặc tính trên nên nhóm sinh viên thế hệ mới đến từ trường đại học tài chính marketing cũng đã thiết kế ra một mô hình vừa tung hăng và vừa khép kín. Mô hình này sẽ được lan tỏa và sẽ được đặt tại các địa điểm phù hợp khi đã được đồng hành và ký kết. Chúng tôi tin rằng với những thông tin cơ bản như thế này cũng giúp cho mọi người hiểu được ruồi lính đen là gì và công dụng của chúng tôi là như thế nào. Không ngờ có loại ruồi đặc biệt như thế, phải chia sẻ ngay thôi. Đúng rồi, mọi người hãy lan tỏa hết những đặc tính tuyệt vời của chúng tôi. Chào mừng mọi người đã đến với dự án rác thải sinh hoạt và những giải pháp mới với mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái xử lý rác thải sinh hoạt. Hệ sinh thái này sẽ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là nuôi ruồi lính đen tại nơi sinh sống. Giai đoạn 2 là UNM sẽ kết hợp với xe rác thế hệ mới giúp phân loại hiệu quả 3 loại chất thải. Sau đó, mỗi loại rác sẽ được đưa đến khu xử lý chuyên dụng riêng biệt, nơi đó có thể áp dụng mô hình nuôi ruồi lính đen. Xét về tính thực thi ở hiện tại, chúng tôi thấy rằng việc triển khai giải pháp nuôi ruồi lính đen xử lý rác thải thực phẩm tại nơi sinh sống sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Lợi ích của việc xây dựng hệ sinh thái sẽ là tạo thói quen cho người dân phân loại rác, giảm thiểu một phần tác động của rác đến môi trường.
tạo ra giá trị kinh tế cho người dân. Mọi người ơi, như mọi người đã thấy, mỗi con người ở đây đều mang trong mình một tử phạm riêng. Đó là làm điều trái đất, làm cho xã hội trở nên xanh sạch đẹp. Thế nhưng, mỗi sức lực của ba chúng tôi thì vẫn là chưa đủ. Và chúng tôi vẫn còn sự hỗ trợ và đồng minh đến từ tất cả mọi người. Bản lĩnh và chúng tôi tự hào là nhóm sinh viên thế hệ mới đến từ trường đại học tài chính marketing. Chúc mừng các chú ruồi của chúng ta đã hoàn thành phần thi đầu tiên.